Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Phân khúc giá laptop gaming khoảng tầm 20 triệu đồng thì đây là phân khúc giá được các bạn lựa chọn nhiều nhất. Và trong vô vàn những sản phẩm đấy thì đâu sẽ là sản phẩm dành cho các bạn? Thì trong video này mình sẽ trả lời câu hỏi đấy nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồng bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Trong video này mình sẽ đánh giá cho các bạn mẫu laptop gaming bán chạy nhất của Acer là Acer Aspire Nitro 5, phiên bản sử dụng vi xử lý i5-8300H và các giới GTX 1050 Ti kèm theo cả SSD luôn, mà mức giá chỉ có 23 triệu đồng. Trong tầm giá như thế này, trước đây các bạn chỉ mua được là i5-7300HQ, nó chỉ có 4x4 luồng, nó yếu hơn là i5-8300H rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ các bạn đã có được i5-8300H, nó còn nhỉnh hơn cả i7-7700HQ một chút cơ, thế nên đây sẽ là một món hời rất lớn dành cho các bạn. Và ngoài ra các bạn còn có cả GTX 1050 Ti. Nó là 1050 Ti chứ không phải là 1050 thường đâu nhá. Nó mạnh hơn mà trong tầm giá 23 triệu các bạn không thể nào tìm được một mẫu laptop nào khác có hiệu năng và cũng như là cấu hình tốt hơn là Acer Aspire Nitro 5. Và nhưng mà cấu hình cao thì những thành phần khác của nó có tốt hay là không, bởi vì mức giá của nó đã quá rẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thiết kế của Acer Aspire Nitro 5 nó có phần khá đơn giản so với cả mặt bằng chung như mẫu laptop gaming hiện tại. Mặt lưng được làm theo kiểu họa tiết vân giả carbon, nó trông rất là bắt mắt. Nhưng mà điều tuyệt vời nhất mà nó mang lại đấy chính là nó ít bám mồ hôi và dấu vân tay. Tuy đơn giản nhưng ở phía sau máy, Acer vẫn trang bị cho Nitro 5 một hệ thống tản nhiệt trông rất đẹp. Nó làm điểm nhấn cho thiết kế tổng thể. Ở bên trên tản nhiệt còn có dòng chữ Nitro để làm điểm nhấn thương hiệu. Nhờ có điểm nhấn này mà mình rất là ưng thiết kế của Nitro 5. Nó đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Có điểm cộng đương nhiên cũng sẽ có điểm trừ, và nhược điểm cố hữu của những dòng laptop gaming giá rẻ là build của nó hoàn toàn bằng nhựa, thế nên là nó cũng khó để tránh khỏi ở trên Acer Aspire Nitro 5. Có thể nó sẽ làm giảm trọng lượng của nó và tăng tính di động lên, nhưng mà vì là nhựa thế nên là phần màn hình của Nitro 5 nó hơi ọp ẹp một chút. Lúc mà các bạn lật màn hình lên các bạn sẽ thấy rất là rõ điều này. Vì là laptop gaming thế nên cổng kết nối phải rất là đầy đủ và nó là một trang bị không thể nào mà thiếu được. Ở cạnh bên phải các bạn sẽ có là jack tai nghe kêu luôn mic, hai cổng USB 2.0 và jack nguồn. Ở bên trái các bạn sẽ có cổng LAN RJ45, USB Type-C giao thức 3.1 Gen 1, HDMI, USB 3.0 Type-A và khe thẻ SD. Về số lượng cổng kết nối thì mình đã thấy nó khá đầy đủ rồi đấy, mình không thấy thiếu bất kỳ một cổng kết nối nào. Nhưng mà có một điều mà mình không thích ở trên Aspire Nitro 5 là hai cổng USB 2.0 và cổng nguồn nó lại được đặt ở bên phải. Mình cảm thấy nó khá là vương víu, cá nhân mình thích nó đặt ở đằng sau hoặc là ở bên trái hơn. Khi lật màn hình lên, sự đơn giản nhưng hiệu quả nó vẫn được hiện diện. Khu vực kê tay với họa tiết giả carbon rất đẹp mắt, xen kẽ với cả phần bàn phím màu đỏ. Quanh touchpad cũng được bao bởi một đường viền màu đỏ luôn. Đơn giản nhưng rất đẹp. Phần kê tay này cũng được làm theo kiểu mềm, thế nên là mình gõ phím trong thời gian dài nó cũng rất là thoải mái, nó không gây hiện tượng khó chịu. Bàn phím Acer Aspire Nitro 5 nó sử dụng layout tiêu chuẩn, thế nên các bạn sẽ mất rất là ít thời gian để làm quen. Gần như là đặt tay vào là các bạn có thể gõ nhanh được luôn. Khoảng cách giữa các phím vừa phải, nền phím chắc, thế nên nó sẽ hạn chế được việc các bạn gõ sai phím. Nhưng mà khi mà mình gõ nhanh, mình cảm nhận được một điều là phím này gõ hơi nhẹ. Kiểu như nó hơi nhẹ quá, độ phản hồi của nó có nhưng mà không nhiều. Ở đây là một mẫu laptop gaming thế nên mình cảm giác nó gõ là hơi hiền. Kiểu gõ văn bản thì tốt nhưng mà chơi game thì nó sẽ hơi chán. Chuyển qua với touchpad thì mình không phàn nàn gì nhiều với touchpad ở trên Nitro 5. Kích thước vừa phải, bề mặt khá mịn, nếu các bạn ra ít mồ hôi tay thì rất là ổn. Nhưng nếu các bạn ra nhiều mồ hôi tay thì nó vẫn sẽ hơi rít đấy. Lực nhấn chuột ở trên touchpad thì nó khá cứng, cái này thì đa phần laptop giá rẻ đều bị. Nhưng mà ít nhất thì với Nitro 5 nó gõ ít ra tiếng, nó sẽ đỡ gây khó chịu với những người xung quanh. Nhìn lên màn hình một chút, các bạn sẽ thấy viền màn hình của nó khá là dày và thô. Nếu Acer có thể làm cho nó mỏng lại một tí nữa thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Chính giữa là một màn hình kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD và tấm nền IPS. Thông số phần cứng thì không thể nào chê trách được gì ở những mẫu laptop gaming phổ thông nữa rồi. Mình biết là có nhiều bạn mua laptop gaming về không chỉ để chơi game mà còn dùng để làm đồ họa nữa. Thì đây là một tấm nền IPS, thế nên nó sẽ rất đáng đồng tiền cho các bạn nếu như các bạn dùng nó để làm đồ họa. Khi mình chấm thực tế bằng Spider 5 và không gian màu mà mình đạt được là 70% sRGB và 52% Adobe RGB, nó đủ để các bạn chỉnh sửa hình ảnh kiểu như sống ảo các thứ. Còn làm chuyên nghiệp thì các bạn sẽ phải gắng căng mắt ra nhìn và vừa làm vừa đón màu thì cũng khá ổn. Đấy là độ thôi, chứ chơi game thì màn hình này vẫn rất ngon khi so với cả những đối thủ của nó.
khi mà các bạn chơi game và các bạn để độ sáng là tối đa 260 nits thì độ tương phản của nó vẫn có thể đạt là 810:1. Trước khi chuyển qua phần đánh giá hiệu năng thì còn một phần nữa mình nghĩ là các bạn cũng sẽ khá là quan tâm, đấy chính là về loa ngoài. Thì thực sự với những mẫu laptop chơi game phổ thông, loa ngoài thực ra là nó chỉ để chống điếc mà thôi. Chất âm của nó kiểu nó không chi tiết lắm, để nghe chống điếc thì được, nhưng mà nghe chi tiết âm không tốt thì mình cảm giác sẽ hơi khó chịu. Với những mẫu laptop gaming như thế này, mình nghĩ là các bạn bỏ thêm 500.000 nữa để mua một mẫu loa ngoài, trải nghiệm của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cấu hình chi tiết của Acer Aspire Nitro 5 là CPU Intel Core i5-8300H 4x8 luồng như những vi xử lý Intel Core i7 trước đây. Các đoạn rời là GTX 1050 Ti, RAM 8GB DDR4 bus 2666MHz, ổ cứng cơ HDD 1TB để lưu trữ dữ liệu và ổ cứng SSD 128GB để các bạn có thể cài Win và app. Cấu hình phần cứng nó rất là ngon, nếu như sau này các bạn còn muốn nâng cấp thì các bạn cũng chỉ cần nâng thêm là RAM mà thôi, vì SSD nó đã có sẵn rồi. Trải nghiệm hàng ngày của bạn là sẽ không phải chê trách gì quá nhiều, thực sự là không thể chê trách được gì nữa luôn, bởi vì nó quá mượt mà nhờ có ổ cứng SSD. Khi các bạn xử lý đồ họa như là Photoshop, Lightroom hay là Premiere ở trên Acer Aspire Nitro 5, mình cảm giác rất là đã và nó cũng rất là nhanh, bởi vì xung bố của con i5-8300H nó rất là cao, thế nên nó làm cho những thao tác preview cũng như là những thao tác ở trong phần mềm của bạn sẽ rất là mượt. 4x8 luồng nó giống như là những vi xử lý i7 trước đây, nó giúp các bạn render nhanh hơn, ổ cứng SSD để đọc ghi dữ liệu nữa, kiểu như nó sẽ mang tới cho các bạn một trải nghiệm cao cấp ở trên những mẫu laptop gaming phổ thông. Mình có benchmark qua với cả một số phần mềm để các bạn có thể tham khảo cũng như là tiện so sánh với cả những mẫu laptop khác, thì Acer Aspire Nitro 5 nó đạt điểm số hoàn hảo so với cả tầm giá 23 triệu đồng, cũng rất là dễ hiểu bởi vì phần cứng của nó không có đối thủ trong tầm giá hiện tại. Các bạn có thể dùng những điểm số mà mình chấm ở đây để so sánh với cả những mẫu laptop khác, bởi vì mình đã bench trong môi trường rất là chuẩn về nhiệt độ. Chuyển qua game, mình có so sánh với cả i7-7700HQ chạy trên cùng cả đồ họa GTX 1050 Ti. Sự khác biệt ở đây là không hề nhiều, có những cái i5-8300H nó còn nhỉnh hơn cơ, với cùng một tầm giá thấp hơn i7-7700HQ khá nhiều và hiệu năng mang lại lại được như thế này. Thì những bạn nào đang dùng i7-7700HQ sẽ phải trách Intel là tại sao đã nâng cấp quá nhiều trên những vi xử lý mới. Về PUBG, các bạn có muốn biết hiệu năng của nó khi chơi PUBG như thế nào không? Thì mình cũng nói luôn là các bạn có thể chơi tốt ở thiết lập Medium setting với FPS rất cao, còn ở High setting thì FPS nó ở mức trung bình mà thôi. Trong quá trình chơi game thì nhiệt độ phần cứng ở bên trong là không nhiều so với cả những mẫu laptop gaming. Nó chỉ xoay quanh 60 độ khi mà mình ngồi trong phòng điều hòa. Khi mà để full load cả CPU và GPU thì nó cũng chỉ lên gần 80 độ với cả CPU, rồi là gần 70 độ với cả GPU, nó quá là mát luôn. Khi máy chạy nặng thì nhiệt độ cũng không thấm lên nhiều ở phần kê tay, mình vẫn có thể kê tay để chơi game một cách liên tục. Nhưng mà phần bàn phím nó lại rất nóng, kiểu như là khi mà mình dí tay lên ấy thì mình sẽ cảm nhận được ngay. Nhưng mà khá là may mắn đấy chính là khi mà nó chạy nặng thì mình cũng chỉ có chơi game thôi, mà mình cũng ít dí tay lên bàn phím khi mà mình chơi game. Mình không thể nào mà chê trách được gì với hệ thống tản nhiệt của Acer Aspire Nitro 5, nó quá là ngon. Với tầm giá như thế này thì mình luôn khuyên các bạn là lựa chọn i5-8300H, bởi vì chắc chắn là sẽ có lý do, đấy chính là với 8300H các bạn vừa có hiệu năng cao, các bạn vừa có sự mát mẻ bởi vì nó chỉ có 4x8 luồng mà thôi. Nếu như các bạn có nâng cấp lên phiên bản sử dụng là i7-8750H thì chắc chắn nó sẽ nóng hơn thế này rất là nhiều. Và chuyển qua về thời lượng pin, với những mẫu laptop gaming thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi nhiều về thời lượng pin, bởi vì cấu hình đã cao rồi mà các bạn còn đòi hỏi về thời lượng pin cao nữa thì chắc chắn là không thể. Khi mình thiết lập độ sáng là 50% và ngồi lướt web cũng như là những ứng dụng văn phòng thì Acer Aspire Nitro 5 nó vẫn trụ được là 4 tiếng, nó đủ cho một buổi làm việc nhẹ nhàng. Và tốt nhất khi các bạn sử dụng laptop gaming là đi đâu hãy nhớ mang theo sạc. Vừa rồi mình đã đánh giá cho các bạn mẫu laptop gaming Acer Aspire Nitro 5, một món hời quá lớn cho những ai thích kiểu hiệu năng cao nhưng mà giá phải rẻ. Tổng kết lại, với Acer Aspire Nitro 5 các bạn sẽ có được hiệu năng cao, tản nhiệt ngon, màn hình ổn, nhưng mà nó cũng có điểm trừ, đấy chính là build quality của nó hơi ọp ẹp một chút, rồi bàn phím nhấn không đã, rồi là nó còn có một số nhược điểm khác nữa các bạn có thể nghe vừa rồi mình đã đánh giá ấy. Ý kiến của bạn như thế nào về mẫu laptop gaming này, nó quá ngon đúng không? Các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.